I know that I'm well away from being a perfect guy. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry. Sing the song, I'll do the dance. You take the lead, I'll take your hand. Foxtrot or cha-cha, rumba or salsa, whichever rhythm you choose, I'm following you. Sashay and shimmy around the room. Fall onto me, slip into you. Our bodies twist and turn. Got my vision blurred, and now my mind's in a whirl. Keep on spinning me around, girl. Hôm nay là sáng thứ bảy, mình làm cốc trà, sau đó thì mình xem video của một số YouTuber mà mình yêu thích, ví dụ như là Kimono Mom này. Chà, không mua chà. Chào mừng. Đây là bữa trưa của ngày hôm nay, có dưa chuột dưới sốt dầu vừng này, cá tầm bột rán mẹ làm cho, kim chi, lại nốt hành miếng xúc xích. Trưa nay sẽ vừa ngồi ăn vừa xem Netflix. Chào các bạn, hôm nay là sáng chủ nhật. Hiện tại thì mình đang ở bãi đỗ xe của Aeon Mall Long Biên. Bây giờ mình sẽ vào Aeon trung tâm thương mại để mua sắm một chút. Đầu tiên là đi mua đồ ăn. Chiều tối nay là sẽ có anh em họ mình sang. Thì mình sẽ chiêu đãi có thể là lẩu nướng sukiyaki hoặc là lẩu. Nhân tiện thì mình cũng có thể đi vài vòng để mua thêm những món đồ mà chưa có ở nhà. Ví dụ như là kệ để dao này, hay là hôm qua tập gym thì mới nhận ra là mình không có quần tập gym. Thế nên là phải đi mua. Ok.
bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay sẽ làm sukiyaki. Có cải thảo này, cải cúc này, nấm, các loại, và thịt bò, ba chỉ, gầu. Với lại mình có ướp thịt gà trong nữa. Where's the magic gone? Where did it run to? Never thought it'd leave, but I'm left with an emptiness. Won't you tell me where the magic's gone? Back when I was young, it was all around. Everywhere I looked, it was there. Now I'm blankly stand, and I wonder where the magic's gone. Morning guys, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là sáng thứ hai. Tối hôm qua thì mình xem trận Man City và Liverpool 1 giờ sáng, cho nên là hôm nay mình dậy hơi muộn. Tuy vậy thì mình vẫn ăn sáng đầy đủ, vẫn có thời gian để dọn dẹp, giặt giũ quần áo một chút. Và bây giờ là 9 giờ sáng và mình sẽ bắt đầu một ngày mới bằng việc học một chút tiếng Hàn. Sau đó thì làm một công việc rất là quan trọng mà mình cũng rất là háo hức để chờ đợi ngày hôm nay, đó chính là việc ngồi edit vlog, làm việc ở ngôi nhà mới này. Vậy thì cùng bắt đầu ngày mới của mình nhé.
Không. Bây giờ là 11:30. Buổi sáng thì mình cũng đã cắt ghép và cho nhạc vào. Nói chung là cũng khá là năng suất. Nhưng mà vẫn còn một đoạn cuối nữa, chắc là phải làm nhanh trong buổi chiều. Bây giờ đói rồi, nấu ăn trưa thôi. Cơm trưa của ngày hôm nay là cơm sukiyaki. Hôm qua mình và anh họ ăn lẩu sukiyaki vẫn còn thừa nguyên liệu, cho nên là hôm nay mình xào lại nốt. Đây là trứng sống, nhưng mà trứng này là trứng của Nhật cho nên là ăn được sống, khá là ngon. Mình thường ăn sukiyaki là phải cho với trứng sống các bạn ạ. Làm một chút. Mình vừa hoàn thành xong việc đăng vlog và viết cái phần mô tả. Bây giờ là tầm 10:15, mình sẽ nghỉ khoảng 5-10 phút ăn tí hoa quả, sau đó thì quay lại làm nốt việc dịch phụ đề, dịch sắp. Trưa hôm nay gồm có đầu tiên là há cảo, canh rau cải ngọt với lại thịt bò xào nấm từ hôm qua vẫn còn. Đi tập gym về xong được
gốc protein. Vậy là một tuần sống ở nhà mới đã trôi qua. Một tuần vừa rồi thì cũng phải chạy đi chạy lại nhiều. Rồi đây cũng là lần đầu tiên mà mình quay 7 ngày liên tiếp. Tất nhiên là vì quay daily vlog cho nên là mình cũng không cần phải chuẩn bị nhiều trong việc ví dụ như là viết script hay là chuẩn bị các cái bài nói. Tất cả nó đều phụ thuộc vào nhịp trôi của mỗi ngày. Dẫu vậy thì nó cũng khá là mệt, cứ phải cầm máy quay chạy đi chạy lại khắp trong phòng. Nhưng mà nó cũng là một cái trải nghiệm hay đối với mình. Mình có thể lưu giữ lại những cái thước phim của những ngày đầu ở trong căn nhà mới này. Và từ ngày mai thì mình sẽ bắt đầu edit cái video một tuần ở nhà mới. Mình tính là chia thành hai phần, phần 1 và phần 2. Vì nhưng mà cuộc 7 ngày cùng lúc chắc là nó sẽ dài quá. Chắc là vlog thì cũng sẽ dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem series Vlog Living Alone, phần những ngày đầu của mình ở nhà mới. Hẹn gặp lại các bạn trong vlog tuần sau nha. Bye bye.